Chào các bạn đến với kênh Món Dây Ngon Number One. Hôm nay Khánh Ngân chia sẻ với các bạn món nấm đông cô kho gừng. Thành phần nguyên liệu và gia vị gồm có nấm đông cô là nguyên liệu chính của món ăn này. Trước hết, nấm đông cô ta ngâm rửa sạch và cắt miếng vừa ăn. Nấm đông cô chứa nhiều vitamin và các chất rất thiết yếu tốt cho sức khỏe, chống oxy hóa, làm cho xương chắc khỏe và giảm cholesterol trong máu. Cho nên chúng ta không thể bỏ qua nguyên liệu tuyệt vời này khi chế biến món chay ngon, món ăn ngon nha. Ớt cắt lát, hành lá, hành tím và củ gừng cắt nhỏ. Củ gừng, dầu mè, nước tương, sốt dầu hào, đường vàng, hành tím hoặc là hành baro, hành lá, ớt, tiêu. Bây giờ Ngân sẽ thực hiện chế biến món ăn nấm đông cô kho gừng như sau. Nếu các bạn thích hãy bấm like, đăng ký, tạo động lực cho Ngân nha. Bỏ dầu mè vào nồi đất. Ta bỏ củ hành vào, phi cho vàng. Sau đó bỏ nấm đông cô vào, xào lên. Bỏ củ gừng, sắc nhỏ vào. Bỏ đường vàng vào, bỏ sốt dầu hào vào, đổ thêm nước tương vào, trộn đều lên. Cuối cùng ta bỏ gừng, hành lá và cho một chút xíu tí xíu tiêu và ớt cắt lát. Vậy là món nấm đông cô kho gừng đã hoàn thành. Món này dùng chung với cơm trắng, trong thời tiết khá lạnh của mùa xuân này cũng rất là hợp lý, rất ngon. Bây giờ mẹ con mình mời các bạn cùng thưởng thức món nấm đông cô kho gừng ăn cùng với cơm trắng nha. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng biết với nhé. Chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Cảm ơn, xin chào. Chúc mừng năm mới.